Hà Nội Đại Nhật Vũ xin kính chào tất cả các bạn. Mình xin sử dụng âm ly stereo Marantz PM5004 với hai kênh AB. Đây là dòng đời cao. Con này phía tem xuất xưởng của nó ở phía sau là 2013. Và đây là một trong những cái dòng, một cái thương hiệu âm ly Marantz của những cái dòng cao cấp. Còn con này là một trong những cái dòng giá thành phải chăng của hãng, tuy nhiên vẫn được thừa hưởng những cái phần công suất tốt nè và công nghệ của những cái dòng high end như là current feedback, công nghệ mở rộng giải tần cũng như là nhận tín hiệu giải mã analog và digital luôn các bạn nha. Con Pioneer ở trên đây là con Pi 150W một loa made in Japan, và con này mình có làm clip test trước với những cái dòng âm ly Daikin. Còn hôm nay mình chơi với âm ly stereo. Đây là dòng có khuynh hướng karaoke, nghe nhạc rất là dễ treo ở trên tường đó, và cũng rất là dễ chơi ở trong hàng quán, cà phê v.v. ở nhiều góc độ, chơi nhạc công suất lớn mà với ngoại hình rất là gọn gàng và còn rất là đẹp nguyên bản các bạn nha. Âm ly đã hai kênh AB chỉnh lao nét và chỉnh được bass drop, kiểu dáng cân đối trái phải, hiện đại tối giản, ngoại hình gọn nhưng mà công suất lớn các bạn nha. Các bạn hãy nghe thử nhé, 150W một loa. Bây giờ mình xin trả về cân bằng hết, không có chỉnh bass drop cũng như là không có bật lao nét. Nhớ mãi tháng ngày qua, mình bên nhau hạnh phúc với ngọt ngào, mãi mãi không rời xa. Giờ con đau ngủ đi tìm nhé. Marantz PM5004 Pioneer V11 chép xoay đa hướng, lưới loa dày dặn và làm kiểu dáng góc cạnh rất là đẹp. Con này chép rất là bén. Của chúng ta dễ xoay và cái góc mở rất là rộng để các bạn có thể bố trí, chẳng hạn như để gần quá thì các bạn đưa cái trap đưa ra xa, còn nếu chúng ta đưa xa cái phần xa quá đó, hai cái loa này cách nhau quá xa đấy, thì chúng ta đưa nó quay về để vào tai của người nghe, tập trung ở giữa. Với chiều cao, nếu mà mình đang đặt nằm như vậy thì chiều cao là 26, chiều sâu tính luôn phần lưới này là 27, lưới khá là dày, đưa ra khá là rộng. Và còn bề ngang của nó là 46cm các bạn nha. Ở đây là có 4 cái chân cao su zin của hãng nè. Rồi mình mở luôn cái phần lưới bên này để các bạn quan sát thùng loa rất là đẹp. Tất nhiên là thùng của chúng ta bằng gỗ các bạn nha, không phải bằng nhựa đâu. Thùng gỗ. Đó, rất là đẹp. Gân là gân vải. Gân vải nguyên zin, không có bị thay thế, cũng không phải là gân cao su. Và còn rất là mềm mại nên độ dịch chuyển rất là tốt. Bass của chúng ta đấy, bass 20, cái phần màng nó được đó, thiết kế dập nổi như vậy, những cái màng giấy dập nổi như vậy nó cho một tiếng bass rất là tốt để mà hạn chế cái rung động đó. Nó tiêu âm trực tiếp trên cái phần màng loa luôn, siêu chép đấy. Ở bên trong là được thiết kế cái bộ mạch phân tần với những con trở kháng rất là lớn để mà nó hạn chế việc bị cháy. Công suất lớn các bạn nha, chơi karaoke. Made in Japan, chia hai loa trái phải riêng biệt. Rồi,
Nên mình kéo cho các bạn xem ở phía sau, thùng rất là đẹp. Nó có chữ lép rồi này. Đây, chữ lép nè các bạn nha, chữ lép. Đây là 150W 6.3 ohm V11. Hai hướng khác nhau, trái phải nha. Con này có nhiều trường hợp về bị đồng hướng. Một cái loa led hết, hai cái loa đều là led hoặc hai cái loa đều là right hết nên nó bị đồng hướng. Và các bạn thấy cái âm ly pion, cái âm ly Marantz của chúng ta xử lý rất là tốt, mặc dù là 150W một loa mà mình chưa có chỉnh bass, chưa chỉnh treble cũng chưa chỉnh low neck nha. Cái này Marantz là một cái thương hiệu nổi tiếng với cái âm thanh là mềm mại, ngọt ngào, chép nhuyễn, bass mềm sâu lắng. Đấy. Và mình tiếp tục với bài nhạc điện tử để test được cái phần âm bass và âm chép của nó. Và mình sẽ bật low neck lên, âm thanh điện tử. Và mình đang chơi nhạc trên YouTube các bạn nha. Con này bản thân của nó xử lý âm thanh digital, âm thanh analog digital rất là tốt luôn. Nó có bộ phận xử lý riêng, tại vì đây là một trong những cái dòng đời cao rồi, ngay cả các bạn kết nối cổng analog nhưng mà nó vẫn đi qua một cái bộ ống xử lý rất là chuẩn. Mà đây là một cái công nghệ gọi là dùng là current feedback. Đấy. Mà các bạn có thể dễ dàng tham khảo trên những cái trang nước ngoài, ngay cả những trang Việt Nam luôn, tại vì dòng này là dòng đời mới. Nhưng mà con này là con hàng nội địa nha các bạn, điện 100V chứ không phải là điện 220. Nó khác khá là nhiều nha. Và giá thành tại xuất xưởng tại Nhật thì nó tất nhiên nó phải khác với lại cái giá xuất cho những cái thị trường như là thị trường Đông Nam Á, điện 220. Con này có 3 ổ điện nối nè, để các bạn chơi 3 thiết bị điện 100V rất là tiện. Cổng Casio luôn nè. Rồi con đây là kiểu bắp chuối, kiểu thân trong suốt như là những cái dòng đời mới của đời nông, Onkyo v.v. Cổng AUX nhận. Và với cái âm ly này cũng như là cặp pi này thì các bạn có thể gắn thêm một cái van số để nhận micro và karaoke các bạn nha. Karaoke. Kênh A của con này, nếu các bạn đánh hai kênh AB cùng lúc thì cái kênh còn lại là cái kênh bổ trợ, các bạn gắn những cái như là súp hơi hay là các bạn gắn trép bổ trợ. Chứ các bạn không thể nào đánh 4 loa cùng một lúc như vậy được các bạn nha. 4 loa mà 4 loa lớn cùng một lúc thì không được. Bass khỏe, chép rất là bén. Các bạn vẫn có thể cộng dồn thêm phần bass lên nữa nè để chơi nhạc điện tử. Và trong clip trước thì mình có test cái amply Marantz này với cặp loa Yamaha NS100. Thì các bạn thích chơi nhạc nhẹ nhàng, âm thanh mềm mại, nhẹ nhàng, chép nhuyễn đó. Còn đây là các bạn có thể chơi nhạc mạnh, karaoke, vân vân, với âm thanh điện tử rất là tốt. Đang bật low neck, tăng bass, tăng treble thêm luôn nè. Mặt là mặt phay nhôm vân xước ngang. Nút của bằng nhôm, hai cái nút đối xứng, bass treble, low neck AB. Rồi ba lăng trái phải khá là đơn giản. Đấy, nhạc điện tử khá là thoải mái. Và bây giờ chơi guitar rumba các bạn ha. Trở lại với hòa tấu. Các bạn đợi quảng cáo. Ồ, hình nó không bị dính quảng cáo các bạn. Bớt lại.
Amly chiều cao khá là gọn với 10.5cm, bề ngang là 44, chiều sâu là 37. Amly nặng 6.7kg. Nó rất là đa dụng, nghe nhạc rất là bán tiếng, chơi nhiều thể loại, rồi còn karaoke nữa, và về hàng ngoại hình đẹp chuẩn, không có góc cạnh là nguyên vẹn và không có bị thay thế gì hết các bạn nha. Xin nhắc lại là giá thành rất là phải chăng cho một cái dòng chơi đa dụng, cặp loa Made in Japan luôn, kép xoay đa hướng, bass đánh rất là chắc tiếng, công suất rất là khỏe khoắn đó. Nếu mà cặp loa này thời điểm nó ra mắt là nó còn cạnh tranh với những cái dòng là Bose 301 các series kích thước khá là tương đồng, nhưng mà giá thành của nó thì các bạn biết rồi, nó rẻ hơn gấp đôi, rẻ hơn gấp 3, rẻ hơn gấp 4 so với một số series của dòng Bose. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi chúng ta test con Marantz Stereo 2 kênh AB, dòng đời cao, kiểu dáng hiện đại, gọn, công suất lớn và âm thanh rất là nét, cũng như là dễ phối ghép loa đi cùng với cặp V11 của Pioneer, công suất lớn, và mình đã test khá là nhiều âm ly khác nhau đó. Còn các bạn muốn sử dụng âm ly này với một cái cặp nghe nhạc mềm mại nhẹ nhàng đó, thì có Yamaha NF100 các bạn nha, mà mình có làm clip test riêng, các bạn hãy theo dõi.